Ăn xong chưa? Ê, cho anh em chúng tôi xin miếng. Thèm hả? Này nhá, các anh ấy, miếng ngon mà chỉ biết ăn một mình thôi. Mà công nhận đi, món này ngon thật đấy. Ê, cô Nguyệt ơi, cho tôi hỏi cô là cô đang ăn cái gì đấy? Cho tôi xin. Dưới như này đấy, mẹ mất mà đấy. Ai cho đấy? Ai cho? Tôi là tôi biết tổng các anh rồi nhá. Nhưng mà chẳng qua là tôi thương các anh em nhà anh, cho nên tôi mới để xem như thế nào thôi. Mà này, công nhận trò này vui thật đấy. Vui thật đấy. Cô Nguyệt này, cô không nói chuyện này với ông bà Nghị chứ? Cô đừng nói chuyện này ra nhá. Nhớ cô nhá, đừng có nói đúng nhá. Rồi. Còn phải xem thái độ các anh như thế nào đã. Ngoan lắm. Ngoan à. Vui thì tôi không nói, còn không vui thì... Mà các anh biết tội ăn gà cưng của ông chánh tổng là tội nặng như thế nào rồi đấy. Anh ơi, cô Nguyệt này, cô cứ đùa. Tôi biết là cô sẽ không nói chuyện này với ông bà Nghị đâu. Bởi vì... Vì sao? Vì sao ấy, thì cô là người hiểu nhất. Tôi hứa là sẽ không nói chuyện đó ra với ai đâu. Này... Nhá. Các em... Dạ. Thưởng thức thôi. Ngon anh nhỉ? Anh nhỉ? Con gà mái của ông Tránh Đồng không đua kém thì con mánh ca của ông Nghi. Ngày nào cũng được. Anh ấy đây. Vui ăn anh. Ủa? Về rồi. Về rồi. Đúng là cái đồ đáng ghét. Trông kìa. Nhưng mà sao mình cứ thấy kỳ kỳ ấy? Hay là con rồng lửa nó ăn chết gà. Ôi trời ơi, tao nói chúng mày rồi. Nhà bây giờ nó lâu ngày nó đã thành tinh thành quái rồi. Dạ vâng thưa ông thưa bà, là đúng như thế ạ. Con cũng không thể tưởng tượng được tại sao con rồng này nó lại tinh tường đến như thế ạ. Lúc con đi tay không qua cửa hang thì con rồng nó không hề xuất hiện ạ.
nhưng khi quay trở về con bế nàng gà trong lòng thì bỗng nhiên con rồng nó bất thình lình xuất hiện này. Ôi giời ơi nó ngoạn chuẩn nàng gà bay vu lên trên và phun lửa phì làm chúng con té hết cả tóc. Dạ thưa ông bà, dạ đúng như thế. Trời ơi bây giờ biết ăn nói thế nào với ông chánh tổng đây. Mà chúng mày nhá, cứ liệu hồn đấy nhá, ba đứa nhá chuẩn bị chịu tội thay nhá. Thưa cha, thưa mẹ. Đúng là con rồng nó xuất hiện ăn thịt con gà đấy ạ. Con còn nhìn thấy mà, may mà có anh ấy xuất hiện, không thì cứ không về được đến nhà đâu ạ. Biết rồi, không phải nói nhiều, mà biết nó là rồng lửa rồi vẫn trốn đi chơi được à. Ba cái thằng này, bây giờ nhá, đưa con vào trong nhà, khóa chạy cửa lại nhá, chứ không coi cho cẩn thận, nhớ chưa? Rút tôi vào. Nếu như tôi mà thấy cô đi chơi một lần nữa, cô đừng có trách với tôi nhá. Ba cái thằng này, nếu như cô mà trốn đi chơi, ta đuổi việc luôn cả ba đứa trong mày luôn. Con xin lỗi ông bà. Ôi giời ơi, thế bây giờ ông tính thế nào đây? Thế còn tính cái gì nữa? Bây giờ cứ nói là cô nhà mình lâu ngày nó không được gặp mái, bây giờ nó vớ được con này, nó làm quá sức thì con mái chết, thì có cái gì đâu. Này, ông nói cũng có lý đấy nhỉ. Trời ơi, còn gì nữa? Thế rồi sao nữa? Còn sao cái gì? Bây giờ mời lão sang đây, tôi dọn mâm cơm cho lão đánh chén, thế là hòa cả làng. Này, không ngờ hôm nay ông lại thông minh nhỉ. Thằng vui, mày sang ngay nhà ông chánh tổng, nói với ông chánh tổng rằng là trưa mai ông bà nghị cháu, mời ông sang nhà ông bà cháu đánh chén. Dạ, dạ. Rồi. Bà, con biết rồi, con đi ạ. Đi, nhanh đi thường trước, nhanh lên. Hai thằng kia. Dạ. Con đừng ngồi làm gì nữa, đưa cô vào trong buồng. À, dạ. Thưa cha mẹ, con vào phòng ạ. Đi vào đi. Đi. Vào phòng. Đừng ngồi chơi nữa đấy. Này, cô Nguyệt, tôi xin phép hỏi cô một câu nhá. Hỏi đi. Cô định trốn đi đâu ấy? Trốn đi đâu mà trốn? Cô không trốn gì? Thôi được rồi. Tôi đứng đây tôi canh ý. Cô đừng nghĩ đến việc trốn khỏi tôi. Tôi chỉ giả vờ ngủ thôi. Đến đây làm gì? Này, trốn đi đâu ấy? Hả? Trốn cái gì mà trốn? Ui, anh Mừng, sao anh lại ở đây? Đi chỗ khác chơi. Em phải đứng đây em canh. Canh cái gì? Đi ra mà canh con Mận đi. Không thằng Vương nó cướp vào đây. Thật hả anh? Em nhờ anh một việc được không? Nói đi. Anh cầm lấy cái gậy này. Anh đứng đây anh canh cô Nguyệt cho em. Em chạy ra ngoài, em canh cô Mận. Cô Mận ạ, xin phép cô Mận cho tôi quét hộ cô Mận nhé. Anh phải quét hơn hộ Mận thật á. Cái gì? Cho mình cảm ơn nhé. Mừng mà cũng biết nói cảm ơn cơ đấy. Biết chứ. Hôm nay mà không có Nguyệt ý, thì Mừng không biết nói thế nào để ông bà tin được. Tại vì tôi cũng được ăn thịt gà, cho nên muốn san sẻ trách nhiệm với các anh nhà anh. Nguyệt. Anh liều thế.
tôi vốn có máu liều mà. Mà Nguyệt này, nếu như làm sao? Nếu như tôi muốn. Anh muốn gì? Thì làm rể ông bà Nghị chứ sao nữa. Nguyệt có đồng ý không? Nguyệt. Anh hỏi lạ thế. Cái đấy anh phải hỏi thầy U tôi chứ. Tôi là phận gái, làm sao mà biết được. Được rồi, chắc chắn tôi sẽ có cách. Chắc chắn tôi sẽ lấy Nguyệt về làm vợ. Nguyệt đợi tôi nhé. Cái đấy phải để anh nghe. Tin gì nó? Anh phát hiện mẹ thôi. Này, gì thế? Có thích mấy anh mừng không? Chẳng sợ nhè. Được rồi. Ông bà Nghị ơi. Thằng điên. Hai cô là người hầu nhà ông Nghĩa. Dạ vâng ạ. Ôi trời ơi, ông mà biết thế, ông chỉ có thuê người hầu nữ thôi. Ôi đẹp quá, xinh quá. Ôi trời ơi, này ông bảo này, thế ông Nghĩa có nhà không? Có ạ. Có, xinh quá. Ôi ông trời ơi. Này, ông bảo này, thế cô thích sang nhà ông làm người hầu nhà ông không? Okay. Này, ông bảo này, sang nhà ông á chỉ ăn sung mặc sướng, không phải làm gì hết. Bỏ ấy trời ơi. Cái đấy để tính sau ạ. Anh chào ông bà. Con bà. Này, ông bà hả? Ông ơi, con nói thật cho ông nhá. Ông ấy mà cứ cái kiểu thấy gái mà mắt cứ sáng lên xong là sán vào ấy. May mỏ nó không tát cho là may ấy. Tát cái mày. Mày á. Ông cứ thuê hầu nữ đi. Trời ơi. Nhanh lên. Đấy, cứ thuê hầu nữ đi cho nó cõng. Nhanh lên. Ông cứ bình tĩnh. Ông nặng thế cơ mà. Đồ ăn hại. Hạ kiệu. Ông ơi, bà ơi, ông Chánh Tổng đến. À, sao? Ôi, dạ quý hóa quá à. Dạ chào ông Chánh Tổng à. Dạ, mời ông vào trong nhà. Dạ, cô bàn đã sắp sẵn rồi đấy à. Dạ. Bà Nghị đó à. Dạ, vâng ạ. Ôi giời, chuyện vẽ. Tôi thì ăn uống được gì mấy mà. Dạ. Này. Dạ. Bà Nghị ơi. Thế con gà mái nó đã đập mái chưa? Dạ mời ông cứ vào trong nhà. Con gà nó đang sung sướng ở trong lồng ngoài kia. Dạ ông cứ vào trong nhà. Gỗ bàn xong ta nói chuyện gà xong à. Dạ mời ông vào đây ạ. Dạ. Dạ. Lại. Dạ. Mày cứ về đi. Lúc nào cần ông sẽ gọi nhá. Ông ơi con bảo. Ông cố giữ gìn long thể nhá. Dạ. Ông uống ít rượu thôi. Dạ, mời ông vào đây ạ. À. Dạ, ông vào đây ạ. À. Này, nể dạ. Bà lắm đi. Dạ, ăn đi. Dạ, dạ, biết thế. Hai cái đứa này, đi vào lấy rượu đang có đây. Không có gì đâu. Dạ, mời ông vào đây ạ. À. Dạ, dạ, ông đi nhận cẩn thận ạ. Dạ, 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 mời ông vào ạ. Dạ, mời ông vào. Hay rồi đây. Ôi sao. Đỡ. Dạ mấy khi ông Tránh sang chơi, vợ chồng tôi là có chén rượu nhạt ạ. Dạ dạ xin mời ông đi ạ. Dạ. Dạ vâng. Mời ông vào đây. Ông Nghị cứ khách sáo. Mời người ta sang.
chơi lại còn phải bày vẽ ấy, chúng tôi đâu dám. Ơi gà đấy, gà đấy ạ, gà đấy ạ, vâng. Ngon đấy. Dạ vâng, đó là chân ngon ạ. Vâng. Ông có thấy đấy ạ, đây lộn lộn. Nhưng mà thiếu. Sao sao bẩm ông Tránh thiếu gì ạ? Thiếu cái ôi tụi chị, con Măng con Mơ đâu? Mang rượu lên đây nhanh như khẩn trương. Chút mày đâu? Dạ ông Hiếu. Chết đòn bây giờ đấy. Dạ. Mang rượu vào đây. Thế phải như ông bà nghĩ. Dạ. Giỏi ơi, giỏi ơi. Anh Người Hầu kẻ ở nhà ông bà chính tao đây. Mà tôi bảo này, mấy hôm nữa ông bà cho tôi mượn mấy cô Người Hầu sang nhà tôi chơi mấy hôm nhá. Dạ, ông Tránh cứ quá lời ạ. Dạ chứ nhà ông thì thiếu gì kẻ hầu người hạ ạ. Mấy cái đứa này tuổi gì mà sang ông chơi. Dạ, mời ông Tránh nhá. Dạ thưa ông, các cụ ta thường nói là tiền khách cậu chủ đấy ạ. Mời ông ạ. Đúng là mời ông ạ. Dạ, thưa ông Tránh, dạ, cái này là cái phao câu ạ. Dạ, đúng rồi ạ. Phao câu đi ạ. Phao câu đi ạ. Ông Tránh ạ, mời ông ạ. Dạ, mời ông ạ. Tiền chủ hậu khách. Mời ông ạ. Dạ, thưa ông, cái này là thưa ông là phải tiền khách cậu chủ ạ. Đúng rồi ạ. Mời ông ạ. Mời ông ạ. Tôi mời ông. Ấy, xin mời ông ạ. Dạ, thôi mời ông ạ. Dạ. Này, mà ông bà về vườn lâu lắm rồi mà gia đình vẫn dư giả nhỉ. Dạ, ông Tránh cứ quá khen chứ. Nhà chúng tôi có cái gì đâu ạ. Toàn ngô với khoai sắn thôi ạ. Dạ là thưa ông Tránh, có bao nhiêu của quý thì chúng tôi đã biếu hết quan trên rồi ạ. Dạ vâng ạ. Thưa ông Tránh, trong gia đình tôi tài sản quý giá nhất bây giờ chỉ có mỗi con gà ô. Lo làm sao? Dạ thưa ông Cánh, dạ nó đang đặt máy ở ngoài kia với con gà ngoài nhà ông đi ạ. Dạ. Thế thì tốt rồi, ăn đi. Dạ, mời ông đi ạ. Ông bà ơi, dạ thưa ông bà, dạ có chuyện rồi ạ. Cái gì? Có chuyện rồi ạ. Chuyện gì thì nói cho. Dạ thưa ông bà, con ô nhà mình nó lâu không được đạp mái, hôm nay nó được đạp cho nên nó đạp mạnh quá, cho nên nó làm sao nổi đi. Dạ thưa bà, nó đạp chết con gà mái nhà ông Tránh Tổng rồi ạ. Mày nói chết đi. Dạ thưa ông, là con ô của ông bà con đạp chết con gà mái nhà ông rồi ạ. Ông Tránh bình tĩnh ạ. Đỡ ông Tránh. Dạ thưa ông, ông Tránh bình tĩnh. Rồi. Ông bình tĩnh nha. Ông bình tĩnh nha. Để quạt mạnh cho ông đi. Ông bà nhá. Con gà mái của tôi nhá là dòng dõi quý tộc nhá. Dạ vâng. Nó mà chết nhá thì ông bà phải bồi thường nhá. Không là nhá, tôi đã giết quan lớn luôn. Dạ ông Tránh ơi, ông xin ông Tránh, ông Tránh cứ là cô bình tĩnh cho. Dạ, ông hết sức bình tĩnh đi ạ. Dạ, ông bình tĩnh cho ạ. Dạ, thưa ông, như ông thấy đấy, vợ chồng tôi với lại ông đang ngồi ăn ở đây. Ở ngoài kia, con gà nó đạp mái, chẳng qua là nó có quá sức nên là nó có lăn ra chết thôi, mà cũng tại chúng nó chứ không phải tại vợ chồng tôi đâu ạ. Này nhá, tôi nói với ông bà biết nhá, ông bà kêu là không liên quan nhá. Tại con gà chống nhà ông bà nhá, hành hạ con gà mái nhá tôi nhá, thì nó mới chết nhá. Đấy ông ơi, thôi ông chỗ, xin ông bớt nóng cho. Xin ông bớt giận đi hả? Mà tôi không tin ông bà nữa, tôi ra xem tận mắt em là ra làm sao. Hai cái đứa này đi theo ông ngay, khẩn trương nhanh lên. Ông bà cứ ngồi đấy nhá. Dạ vâng. Đi nhanh theo ông xem nào, nhanh lên. Chết rồi chứ, kéo. Tôi chết rồi, hả? Bây giờ làm thế nào được nhỉ? Làm thế nào bây giờ? Tôi chết rồi. Dạ thưa ông bà, chết. Chuyện đã đến nước này rồi ạ. Nếu như mà ông Tránh Tổng cũng biết được chuyện nhá, thì cả nhà mình phải chịu tội đấy ạ. Thôi đấy. Dạ thưa ông bà, con có một cách ạ. Cách gì? Mày nói nghe xem nào.
Dạ. Cách gì? Dạ thưa ông bà, nếu như con hóa giải được chuyện này thì làm sao? Nói ngay đi. Thì ngoài thì sao? Thì ông bà phải gả em Nguyệt cho con ạ. À. Cái gì? Gả con Nguyệt á? Dạ vâng. Ôi trời ơi. Này, mày có mơ không đấy? Mà hay là mày thích con mơ với con Mận? Hả? Nếu thích chúng nó, bà cho không? Không, không, nhá. Không. Hả? Con thích em Nguyệt ạ. Thích con Nguyệt á? Dạ vâng. Ôi trời ơi, cái thằng này mày có thần kinh không đấy hả? Mày có mộ không? Mày có điên không ấy? Ôi trời ơi. Nếu như ông bà không thích ý, thì thôi, con đi. Ô, hay cái thằng này, từ từ đấy nào. Bây giờ, tao sẽ quyết định như thế này. Nếu mày hóa giải được chuyện này, tao sẽ cho không mày con Nguyệt. Không được. Này, ông này, đến lúc này ông còn không biết vì có cái gì nữa, nhá. Bà nhắc lại cho con nghe ạ. Tao nói cho mày lần nữa, nếu mày hóa giải được chuyện này, tao sẽ cho không mày con Nguyệt. Dạ vâng ạ. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Con Nguyệt nó phải đồng ý lấy mày. Lời của bà nói, có trời đất chứng giám. Bà phải giữ lời hứa nhá. Nếu như con hóa giải được việc này, bà sẽ gả em Nguyệt cho con, đúng không ạ? Tao hứa, tao sợ gì mà không hứa. Ôi dồi, thế thì hay quá, ngon quá. Con đi đây ạ. Nguyệt ơi, Nguyệt ơi. Chết anh nhá. Ông Chánh Tổng mà phát hiện ra, lánh chết tôi đấy. Nguyệt đừng lo, tôi đã có cách rồi. Nguyệt ơi, ông bà đã đồng ý cho tôi lấy Nguyệt về làm vợ rồi. Nguyệt đồng ý về làm vợ tôi nhá. Sao lại đồng ý? Tôi đã đồng ý đâu. Nếu Nguyệt không tin ý, thì Nguyệt đến hỏi ông bà đi. Nguyệt không đồng ý lấy tôi thì Nguyệt sẽ bị ông Chánh Tổng bắt về làm vợ đấy. Cái gì? Có chết tôi cũng không làm vợ ông ấy đâu nhá. Nguyệt đừng lo. Vậy thì Nguyệt phải nghe theo lời của tôi. Ngồi xuống đây. Nha. Nhưng mà cái gì? Tôi ngại. Nếu Nguyệt không làm theo lời của tôi thì cả nhà mình khó tránh khỏi tội là giết gà nhà ông Chánh Tổng. Ông ấy sẽ kiện lên tận quan huyện đấy. Nguyệt hãy làm theo lời của tôi. Nguyệt phải tin tôi chứ. Nhá. Đi. Cục tác. Cục tác. Cục tác. Dạ, con xin phép được chào ông Chánh Tổng ạ. Miễn chào. Dạ. Mày có thấy con gà mái ông đang đạp mái ở đâu không? Dạ bẩm ông, chuồng gà phía đằng kia. Ông cứ đi ra đằng đấy từ từ và cẩn thận, ông sẽ nhìn thấy con gà mái của ông nó đang đạp ở trong đấy ạ. Cha mày, mày dám lừa ông à? Ông nghe nói con gà mái của ông bị đạp quá sức mà chết. Dạ bẩm ông, con nào dám lừa ông ạ? Dạ ông không tin lời con thì ông cứ đi ra đằng đấy, ông sẽ nhìn thấy ngay ạ. Thật chứ? Dạ vâng ạ. Mày không lừa ông? Dạ vâng, con không dám lừa. Dạ. Hoàn nhé. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, ông đi đi ạ. Tiếp tục. Ông ơi, ông
cho phép con hỏi ông một câu nhá. Mày xin phép làm gì? Mày tránh đi. Ông không biết bơi, mày cứu ông lên. Vâng, thì con cứu ông lên nhá. Ông đưa tay đây. Ôi dồi, tôi từ thôi ông ơi. Để con kéo ông lên. Ông ơi. Thế nếu con cứu ông lên, ông có đi lên con huyện, ông quyện ông Nghị nữa không? Có chứ. Ôi, thế thì thôi. Ông không, cứu ông lên. Ông hứa nhá. Ông không kiện nữa. Ông hứa nhá. Rồi. Từ rồi. Nghe chưa? Khổ thân ông. Ôi trời ơi. Ông đứng đây. Ông ơi, ông có lạnh không hả ông? Lại. Ôi trời ơi, người ông bẩn quá ông ơi. Ông chờ con một tí. Bẩn. Ôi, đây, ông chờ tí. Ôi trời ơi. Ôi. Cha mày, cái gì hả? Ông làm thế, dội nhỉ, chết mất ông. Thì con dội cho ông, để ông đỡ bẩn còn gì nữa. Trời ơi. Sao rồi anh? Ôi, ông Chánh Tổng đấy à? Tránh thằng cha mày. Dạ, ông Chánh Tổng ơi, cái gà mái của ông rơi xuống ao hay sao mà cụ nhảy xuống đấy ạ? Làm gì con gà nào? Mày cõng ông đi, dạ. Mày cõng ông về. Dạ vâng, con cõng ông về. Mày cõng ông về. Dạ. Ông sẽ cõng cửa mày. Dạ thế à? Dạ ôi ôi. Dạ. Ôi dạ. Con đội ơn cụ Chánh Tổng ạ. Con đội ơn ông Chánh Tổng ạ. Dạ. Ông lên đây con cõng ông về ạ. Dạ. Mày không phải lễ phép thế. Dạ. Ôi mày lễ phép quá rồi ông chết. Dạ vâng ạ. Ôi ôi. Ông lên. Con cõng ông về nhá. Ôi, khó quá. Dạ vâng ạ. Ôi, đáng đời lão Chánh Tổng chứ. Ông chết rồi. Ơi. Ông ơi, ông có thấy con Nguyệt đâu không? Nó đâu? Nó đâu ấy nhỉ? Đâu nhỉ? Hình như là tôi nghe thấy tiếng ở ngoài bờ giếng. Thế à? Ông đừng có sao. Chưa chết. Nguyệt, như vậy là tôi đã giúp gia đình Nguyệt thoát khỏi tay nhà ông Chánh Tổng. Bây giờ Nguyệt đồng ý làm vợ tôi chứ? Tôi à, em em đồng ý. Ôi giời ơi, cái thằng con đạn này mày buông ngay con gái mà, ai cho phép mày? Cho phép anh ấy cười con đi mà. Cười cái gì? Ai cho phép chúng mày? Ông bà quên rồi à? Tất nhiên là ông bà phải đồng ý, vì cô Nguyệt đây đã đồng ý làm vợ của con rồi. Ông bà đừng có quên lời hứa đấy nhá. Bà thấy chưa, bà hại tôi rồi. Hại cái gì? Ôi dồi, thôi không nói nhiều nữa, đi vào đây. Rồi ôi. Nguyệt, mẹ đồng ý làm vợ tôi nhá.